Xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Ba Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố được thiết kế theo kiểu phong cách mini phố cổ điển rất là đẹp luôn. Nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà phố này với diện tích là ngang 4m2, độ dài là 17m và được xây dựng với kết cấu là một trệt một lửng 3 lầu. Và đây là khu mặt tiền. Mặt tiền của nhà mình thì được thiết kế rất là mới và lạ luôn, theo kiểu nhà phố cổ điển, biệt thự kiểu mini phố Roma 2019 nha. Và được gia chủ làm hết sức là bắt mắt và tinh xảo nha, với những đường nét kẻ chỉ, đường họa tiết hoa văn, kiểu kiến trúc phương Tây rất là mới lạ luôn. Và căn nhà phố nhà mình thì nằm trong một con hẻm có độ rộng khoảng chừng 12m. Một con hẻm thông. Mặt tiền hẻm nha. Nằm trên một mặt tiền hẻm 12m. Có độ rộng trong con hẻm là 7m và vỉa hè mỗi bên là 2,5m nha. 5m vỉa hè và 7m độ rộng của con hẻm. Một con hẻm thông. Con hẻm này thì chúng ta mua có thể mở văn phòng công ty, hoặc là mua để đầu tư kinh doanh bán lại được. Một con hẻm thông kiểu như là một mặt tiền đường số nha. Đường số có đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, có vỉa hè 1m, 2,5m này. Đây là lớp cổng chính của nhà mình. Lớp cổng bằng sắt, được làm nguyên khối luôn, rất là chắc chắn nha. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại khu mặt tiền này. Mặt tiền được thiết kế theo phong cách nhà phố cổ điển phương Tây, Hy Lạp, rất là mới lạ và đẹp mắt. Cổng sắt rất là chắc chắn luôn này. Và tiếp đến là khoảng 2,5m sân để xe máy nha. Khoảng này thì chúng ta thoải mái để được khoảng chừng 7 chiếc xe máy ở đây. Rất là rộng rãi luôn. Căn nhà phố nhà mình thì với diện tích là ngang 4,2m, độ dài là 17m. Và được xây dựng với kết cấu là một trệt một lửng 3 lầu, gồm có các công năng là 2,5m sân để xe máy này, một gala xe hơi, một phòng bếp, một phòng lớn, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau, với hướng chính là hướng đông nam nha, phù hợp với những anh chị nào thuộc hướng là đông tứ trạch. Và di chuyển tiếp vào đây là lớp cửa chính của nhà mình, một lớp cửa gỗ đỏ nha. Cửa này thì rất là bền và chắc chắn luôn, cực kỳ cao cấp và sang trọng. Đây là khu vực gala xe hơi của nhà mình này. Gala xe hơi của nhà mình thì dài khoảng chừng 8m và được làm ốp sàn gạch 80. Phía dưới này gia chủ đổ bê tông luôn. Chúng ta thoải mái di chuyển xe hơi vào bên trong. Và hai bên tường thì được dán gạch giả gỗ rất là đẹp luôn, có những đường viền màu đỏ. Trên cao hơn thì được dán dán tường. Và trần của nhà mình thì được làm thạch cao và có bố trí một chiếc đèn chùm. Rất là hiếm những căn nhà phố nào với diện tích như vậy và nằm trên một mặt tiền hẻm 12m. Giá rất là rẻ thôi, chỉ có 6 tỷ 300 triệu đồng. Một giá vô cùng sốc so với những căn nhà phố khác nha. Thì mọi người xem video hãy nhớ đăng ký kênh giúp Hưng nha. Nhà đất Ba Hưng sẽ liên tục cập nhật video nhà bán, giá cả hợp lý nhất và những căn nhà phố đẹp nhất cho quý hàng xem. Thì tất cả mọi người xem video hãy cho Hưng một lượt đăng ký để theo dõi và xem những video những nhà phố, mẫu nhà phố mới nhất, đẹp nhất và chính chủ bán nha. Thì đây là khu vực cầu thang của nhà mình. Cầu thang vẫn như cũ, vẫn là đá hoa cương, tay vịn gỗ sồi, hai chiếc trụ gỗ sồi luôn, kính cường lực 10 ly. Cầu thang kiểu xương cá rất là đẹp luôn. Có một cái tủ rượu này, khoảng tủ rượu rất là rộng rãi bằng gỗ sồi. Những mặt hàng như vậy thì rất là hiếm nha. Chỉ có giá là 6 tỷ 300 triệu đồng thôi. Mà nằm trên một mặt tiền hẻm rộng tới 12m. Có độ rộng bên lề đường, độ rộng đường là 7m và mỗi bên vỉa hè là 2,5m nha. Tổng chiều rộng của con hẻm là 12m. Đây là khu vực cửa, khu vực tủ bếp là gỗ sồi,
Gia chủ thiết kế một khoảng không gian rất là rộng rãi cho chúng ta để tủ lạnh này. Thiết kế rất là hợp lý luôn nha. Phía dưới chân cầu thang thì được làm tủ để chúng ta để đồ tại đây. Phía trên trần của nhà mình thì cũng được làm thạch cao và có một chiếc đèn được ốp gạch lên cao hết tường rồi, rất là sạch sẽ luôn. Và di chuyển tiếp vào đây là khu vực giếng trời. Giếng trời của nhà mình thì được bố trí là một chiếc chậu rửa tay, có gương soi luôn. Khoảng giếng trời thì rộng khoảng chừng 3m² và thấu lên đến sân thượng luôn nha. Thì đã được gia chủ ốp gạch lên kín hết gần hết tường rồi. Và đây là khu vực nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh tầng trệt thì vô cùng rộng rãi và thoáng luôn. Mọi người xem video hãy nhớ đăng ký kênh nha. Nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo mà nhà đất Ba Hưng đăng tải nha. Nhà đất Ba Hưng sẽ liên tục cập nhật một ngày từ 1 đến 2 video cho tất cả mọi người xem nha. Và cùng Hưng tiến lên khu vực phòng lớn nào. Phòng lớn của nhà này thì cũng rất là rộng luôn. Vì diện tích nhà cực kỳ rộng dài, ngang 4m2, dài 17m. Giá bán chỉ có 6 tỷ 300 triệu đồng thôi. Món này thì được gia chủ bố trí bức tranh rất là đẹp. Và đây là khu vực phòng lớn của nhà mình. Phòng lớn cực kỳ rộng rãi và thoải mái luôn. Dán trên tường có tủ rượu. Và trên thì được làm thạch cao, làm giá những song gỗ nhân tạo này. Có kệ đá và sàn là sàn gạch 60, cũng như là có khoảng hở của giếng trời, rất là mát luôn. Vâng, cùng Hưng tiến lên khu vực tầng 1, phòng ngủ số 1 và số 2 nha. Theo Hưng thấy thì căn nhà phố giá như thế này rất là rẻ luôn, rẻ hơn hẳn thị trường khoảng chừng 1,5 tỷ nha. Mọi người xem video hãy nhanh tay gọi cho Hưng, số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0933 830 756 được trực tiếp Ba Hưng dẫn đi xem và sở hữu căn nhà phố giá rẻ này nha. Kiểu mặt tiền rất là ấn tượng luôn. Phòng số 1 thì có cửa là cửa gỗ cam xe và rất là rộng rãi nha, cực kỳ rộng. Tường được làm kẻ chỉ cực kỳ chắc chắn nha. Căn nhà phố này thì được làm móng ép cọc sâu 10m, cũng như là những sắt đồ vào những chiếc cột sắt, toàn là sắt phi 18, 8 cây sắt phi 18 với một chiếc cột nha. Trần của nhà mình thì được làm thạch cao này, có đèn ngủ luôn và được bố trí một tủ âm tường. Nhà thì đã đi sẵn đường ống máy lạnh rồi, một nhà vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh thì cực kỳ rộng rãi và thoải mái nha, đầy đủ các thiết bị nhà vệ sinh luôn, một nhà rửa tay, một cầu, vách ngăn với tấm hoa sen, gương soi, thiết bị nhà vệ sinh là inox nha. Và chúng ta cùng tiến sang khu vực phòng số 2 nha. Đây là khu vực phòng số 2, vẫn là cửa gỗ cam xe và sàn gạch 60, làm kẻ chỉ và sơn nước sơn màu trắng sữa, rất là đẹp mắt và lịch lãm luôn. Với nhà phố cổ điển Hy Lạp, rất là sang trọng và đẳng cấp, phù hợp với mọi gia đình cũng như mọi lứa tuổi luôn. Trong một con hẻm thông, kiểu như một mặt tiền hẻm luôn, 12m. Và cái bên thì các nhà cái bên đang kinh doanh rất là đa ngành nghề và nhiều lĩnh vực rồi. Chúng ta mua căn nhà phố này thì sẽ có thể mở văn phòng công ty hoặc là mở các lĩnh vực dịch vụ buôn bán hoặc là kinh doanh được. Chúng ta cùng tiến lên khu vực lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Thì Hưng sẽ quay sơ qua hai phòng ngủ này thôi, nó giống phía dưới luôn.
đầy đủ các thiết bị luôn. Phòng ốc rất là rộng rãi. Nhà này thì ban công là 1,5 m nha, vì con hẻm nhà mình là con hẻm 12 m nên có thể chỗ ban công 1,5 m được. Ban công 1,5 m cực kỳ rộng rãi và thoáng đáng luôn. Chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ đến số điện thoại của nhà đất Bá Hưng 0933 830 756 hoặc là 0355 65 4877 để được trực tiếp em Bá Hưng dẫn đi xem và sở hữu căn nhà phố giá rẻ này nào. Có cửa ra giếng trời, một nhà vệ sinh riêng. Và chúng ta cùng tiến lên khu vực lầu 3, sân thượng và phòng giặt phòng thờ. Đây, khoảng này thì khoảng giữa cầu thang được làm giếng trời ở giữa đây ánh sáng nha. Đây là khu vực lầu 3 phòng thờ này. Thời của nhà mình rất là rộng luôn, rất là rộng, rộng bằng với phòng ngủ nha. Và đây là khu vực sân thượng phía trước, cửa ra là cửa sắt. Chúng ta cùng tiến ra khoảng phòng giặt và sân thượng phía sau, sân phơi đồ. Đây là phòng giặt này. Ở đây là sân thượng phía sau phơi đồ. Vâng, video của bên đây là kết thúc rồi. Mọi người xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Và anh chị nào có thắc mắc gì về căn nhà phố này thì hãy nhận xét xuống dưới video nha. Hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo. Xin chào.